tới. Anh thấy rồi ạ. Thấy rồi ạ. Nhìn vào đây ha, con to đây nè. Thời gian 1 phút rồi bố. Thời gian này 1 phút này. 1 phút gì? Thời gian này đây này. Thời gian 60 giây. Từ mấy phút rồi. Nhân vật rất dễ thương ạ, đó chính là bạn Doremi.
cô đã giúp Doremi tìm lần hai số ở hai dấu hỏi chấm trên bản đồ. Các con được chọn là A, B hoặc C. Một giây dành cho các con. Chọn các bạn. Bắt đầu. Cô xin mời bạn Trịnh Thanh Thảo ạ.
chấm cho từ số đã biết. À, lấy tích. Các con chọn đáp án A, B hoặc C lên phần trò chuyện ạ. À. 10 giây dành cho các con lựa chọn đáp án. Bắt đầu. Không đánh đúng số đâu, đưa đây. Đúng rồi. Tất cả các bạn đều chọn đáp án A. Cô xin mời bạn mở tài khoản Bùi Hoàng Gia các bạn. Xin mời con chữ bài. Xin mời bạn Bùi Hoàng Gia. Đưa đây. Cô cũng đồng ý với Gia Hương và tất cả các con. Chúng mình rất giỏi ạ. À. Tất cả các con đã chọn đáp án A. Hưng đọc cho cô đầy đủ. Muốn tìm từ số chưa biết con làm thế nào ạ? À? Lại xóa vào cái này đi. Để đây tí bấm tiền ra đây ạ. Ở trên màn hình ạ. Đây tí em lại phải đợi em lại. Cô không nhận được câu trả lời của Gia Hưng. Cô xin mời bạn là Hiền Lê ạ. Cô xin mời bạn là Hiền Lê ạ. Cô có thể đọc muốn tìm được dụng nước không có thể đọc. Có đáp án sẵn rồi kìa. Bấm nhầm. Muốn tìm thừa số chưa biết, con làm thế nào ạ? À? Chào cô, muốn tìm thừa số chưa sẵn đáp án rồi. Biết ra lấy tích để chưa cho thừa số đã biết ạ. À. Rất tốt ạ. Cô đọc cho 10 điểm dành các bạn Hiền Lê. Câu hỏi số 2 như sau ạ. À. Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia, chia cho, chấm chấm chấm. Chia cho. 10 giây dành cho con lựa chọn đáp án. Bắt đầu. Con thưa cô, con chọn đáp án B ạ. Con B ạ.
đến mình gọi là rất giỏi à. Em không phải xem 10 điểm chỉ cho con. Sẽ có 10 điểm nữa dành cho bạn nào sẽ trả lời được câu hỏi. Muốn tìm số bị chia bạn là thế nào? Cô xin mời các bạn nhé. Muốn tìm số bị chia bạn là thế nào? Cô bảo là tính thanh thảo ạ. Có ăn lịch ngu rồi. Con thưa cô, muốn tìm số bị chia ta lấy con lấy số bị chia. Mười điểm dành cho câu trả lời đúng của Thanh Thảo và 10 điểm dành cho con về sự tự tin và vô cùng rõ ràng vừa rồi. Và trong phép chia này nó chính là vô tổng mà số bị chia, đúng không ạ? Và ta chỉ cần lấy thương nhân với số chia, đúng không ạ? Thương là 10, số chia là 5 và nhân ra chúng ta sẽ được kết quả là 50. Và đây chúng ta cần lưu ý đó là số bị chia trong phép chia hết. Cho con nhé, chúng mình hướng lên màn hình này, cô có một phép chia sau. Cô đã quay tím vào rồi đấy ạ. Cô chống tích cho 5 bằng 10 dư 3. Cô này khá là khó, cô xin mời bạn Minh Trí ạ. Minh Trí có ý kiến gì con? Cô nghe đây Minh Trí ơi. Ba cô vừa nãy con thấy các bạn cứ kiểu là spam, kiểu là cứ viết nó nhiều lần ấy ạ. Rồi cô biết rồi, chúng mình chỉ đánh đáp án một lần thôi nhá. Cô xin mời 10 giây dành cho con chọn đáp án A hoặc C. 10 giây dành cho con chọn. 53. Đây là tìm gì? Tìm cô xin mời bạn. Ô trống là 6. À, bà Đức Giang à? Nó là 6 thì dòng phép tính. Con chọn đáp án nào ạ? Chưa. Cô là con chọn đáp án A. Trong phép tính là 53. 53 của con là thế nào? Thì ra kết quả 53. Đúng rồi đấy. 10 nhân 5 cộng 3. Thương nhân với số A cộng với số ô trống trong phép tính này nó là được nào ạ? Cô là số bị chia trong phép chia gì con nhỏ? Cô là phép tìm phép chia có dư ạ. Rất chính xác. Cô thưởng cho Linh Giang 20 điểm, 10 điểm vì câu trả lời đúng kết quả và 10 điểm vì câu giải thích vừa rồi của con đã rất tốt. Cô khen bạn Linh Giang. Đúng. Và muốn tìm số bị chia trong phép chia có dư, ta sẽ lấy thương nhân với số chia rồi cộng với số dư. Chúng mình quan sát lên màn hình nhé. Với hai thành phần số bị chia trong phép chia có dư và phép chia hết thì nó khác nhau ở điểm nào? Ai tìm được câu trả lời này cô sẽ thưởng ngay cho 20 điểm ạ. Xin mời các con hãy lên phần trò chuyện ạ. Nó khác nhau ở điểm nào ạ? Khác nhau điểm nào? Cộng thêm. Các con quan sát thật kỹ hai cách tính ạ. Số bị chia trong phép chia có dư. À đúng rồi, cô xin tặng 20 điểm dành cho bạn Trần Quang Thiện. Đó là nó có dư nên chúng ta phải cộng số gì ạ? Số dư. Cô tặng cho bạn Ngọc Đặng Mỹ Ngọc 10 điểm vì câu trả lời đúng thứ hai ạ. Rồi, và ba câu hỏi số 3 thì các con đã ôm được toàn bộ 7 thành phần chưa biết trong phép tính cộng trừ nhân chia. Cô Phương sẽ dành cho chúng mình 30 giây để các con ghi nhớ lại cách tính các thành phần này. Nếu bạn nào còn hơi nhầm lẫn, không tin là sau bài học ngày hôm nay chúng mình sẽ nhớ hết ạ. 30 giây dành cho con suy ngẫm và ghi nhớ kiến thức. Bắt đầu ạ. Thank you.
sờ, biểu thức sai thì cho con ghi sờ. Và hai biểu thức A và B. Nếu A đúng, con ghi A chấm D. B đúng, con ghi là B chấm D. Hoặc sai thì con ghi là S. Được chưa ạ? 10 giây dành cho các con suy nghĩ và lựa chọn đáp án cho câu hỏi số 1 ở chặng 2. Bắt đầu. A là đúng rồi. B. B. Sai. Đã hết 10 giây ạ. Con xin mời bạn Trần Quang Thiện. Con chữa bài ạ. Con thưa cô là câu A là sai, còn à câu A là đúng, còn câu B là sai ạ. Con đồng ý với ý kiến của bạn Quang Thiện và cô thưởng cho bạn Quang Thiện 10 điểm thì câu trả lời đúng và 10 điểm về phần phát biểu vừa rồi của con ạ. Phần tương tác vừa rồi ạ. Cảm ơn con. Nào, cho cô biết trong biểu thức A có phép cộng và phép trừ chúng ta thực hiện theo thứ tự nào? 20 điểm dành cho các con trả lời đúng câu này ạ. Cô xin mời bạn Quang Thiện có tín hiệu trả lời ạ. Quang Thiện. Con đáp cô là chúng ta thực hiện từ nhân chia trước cộng thứ sau ạ. Nào, trong biểu thức chia có phép cộng và phép trừ có thực hiện theo thứ tự nào ạ? Con thưa cô là thực hiện từ trái qua phải ạ. Rất đúng. Bạn Quang Thiện không kỳ bản lĩnh. Trả lời chưa đúng. Nhưng khi mà bạn bình tâm lại, bạn đã trả lời rất đúng. Cô thưởng vẫn thưởng cho con 20 điểm ạ. Trong biểu thức B có chỉ có phép chia và phép nhân mà thực hiện phép nhân trước là làm sao ạ? Sai. Đúng không ạ? Và cô Phương sẽ cùng các con sửa lại biểu thức này cách đúng, tính cho thật đúng nhé. Đầu tiên cô sẽ phải lấy 80 chia cho 40. Cô xin lỗi, 80 chia cho 4 bằng 20. Và cô lấy 20 nhân với 2, kết quả phải là 40. 20 điểm dành cho bạn nào trả lời được câu hỏi này này. Nghe rõ câu hỏi này. Trong biểu thức nếu chỉ có phép nhân hoặc nhân hoặc chia hoặc nhân chia, con thực hiện theo thứ tự nào? Cô xin mời bạn Đặng Mỹ Ngọc ạ. Cô xin mời bạn Đặng Mỹ Ngọc ạ. Dạ, ăn cơm. Trong biểu thức chỉ có phép nhân và chia, thực hiện theo thứ tự nào ạ? Cô xin mời bạn ở tài khoản Phương Nguyễn ạ. Cô cảm ơn bạn Ngọc. Chưa con. Cô xin mời bạn là Mai Minh Khang ạ. Mai Khang Minh ạ. Con đưa cô là con là từ trái sắp qua phải ạ. 20 điểm dành cho con ạ. Rất chính xác. Nếu trong biểu thức nó có từ hoặc nhân chia thì chúng mình sẽ thực hiện từ trái qua phải. Vượt qua câu hỏi nhất, chúng ta đã tìm được đường để đến với biển cát. Và bây giờ đến với biển cát thì các con cùng với Đô Hoa sẽ tiếp tục chinh phục đảo Dấu Vàng bằng câu hỏi thứ hai ạ, của chặng hai. Các con chọn các học đường A, B, C, D. 60 cộng 40 nhân 5. 60 nhân 5 lần chỉ là thứ tận sao? Các con sẽ lựa chọn đáp án. 10 giây ạ, 10 giây cho các con bắt đầu. Đó. Nào phòng học quên hết những câu cơ bản rồi. Cô chỉ thấy rất nhiều các đáp án ạ. Bây giờ cô sẽ ngồi. Cô xin mời bạn Hải Hương ạ, mời con chữa bài ạ. Con cũng đồng ý với Hải Hương và tất cả các con có đáp án C, các con tự cộng cho mình 10 điểm nhé. Hương nói cho cô con làm thế nào thì con tìm ra được kết quả là 260 ạ. Con như cô là con đánh 40 để anh nhận 1 rồi con có lấy 60. Rồi, rất chính xác. Và trong biểu thức này có phép nhân và phép cộng, các con sẽ thực hiện theo thứ tự nào? 20 điểm sẽ dành cho 3 bạn đánh được câu trả lời nhanh nhất lên
trò chuyện ạ. Hai mười giây dành cho các con trả lời. Bắt đầu. Trong biểu thức có phép cộng và phép nhân, con thực hiện theo thứ tự nào? Con thực hiện theo thứ tự nào? 20 điểm dành cho bạn Quang Điền, 20 điểm dành cho tài khoản ở của bạn là Nguyễn Văn, 20 điểm dành cho tài khoản Bùi Nguyễn Quang Kiều ạ. Còn tất cả các bạn có câu trả lời đúng ở phía sau, mỗi bạn tự ghi cho mình được 10 điểm ạ. Rất chính xác. Trong biểu thức nếu chỉ có phép cộng trừ phép hợp với nhân chia, chúng ta sẽ thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau. Và kết thúc câu hỏi số 2, chúng mình đã vượt biển cát để đến với núi lửa tuôn trào. Con đường chinh phục đảo số 3 thật là gian nan đúng không? Tên là gì vậy? Tên tài khoản là gì? Thật là bổ ích. Và chúng mình sẽ cùng với bạn Doremi điền số thích hợp vào chỗ chấm trong biểu thức mở khoảng 60 cộng 40 nhân 5. Xin mời 10 giây để cho các con điền đáp án và phần trò chuyện bắt đầu. Cái này cứ điền xong là nó ấy à, gửi đi luôn ạ. Nhưng mà đợi lâu rồi, đợi lâu rồi Zoom. Zoom dễ mà lên đúng không? Dễ rồi. Đấy, thời gian ạ, cô xin mời bạn ở tài khoản Nguyễn Quang Tuấn. Con chữa bài ạ. Con cô, đầu tiên con tính ở trong mặt trước là lấy 60 cộng 40 cộng 100. Cái này sôi rồi em ơi. Con lấy 100. Và kết quả là 500, không có lý do đúng không được, và có 30 điểm, 10 điểm với đáp án đúng và 20 điểm với phần giải thích vừa rồi. Cực kỳ rõ ràng, cô Phương không cần giải thích gì thêm ạ. Rất tốt, 30 điểm dành cho con. Trong biểu thức này có mở và phép nhân, con sẽ thực hiện theo thứ tự nào? 20 điểm dành cho ba bạn đầu tiên nhanh nhất, đánh nhất phần trò chuyện ạ. Trong biểu thức có mở thực hiện theo thứ tự nào? Các con thực hiện theo thứ tự nào? 10 giây dành cho các con đánh trò chuyện, đánh câu trả lời của mình lên phần trò chuyện. Bắt đầu. Trong khoảng trước và có thấy bạn ở tài khoản Nguyễn Hữu Hoàng, bạn Linh Giang, bạn Công Minh, bạn Kiều Quang Hùng trong bốn và hai điểm mà nguyễn bạn có câu trả lời về phía sau sẽ được quyền điểm. Các sẽ được quyền không bỏ trước mà còn sau ở đất các bạn. Và qua ba câu hỏi rồi thì chúng mình đã tổng hợp được ba trường hợp của phần tính giá trị biểu thức. Cô sẽ dành cho các con 30 phút để chúng mình ghi nhớ lại ba cái tính biểu thức này. Nếu trong biểu thức chỉ có cộng trừ hoặc nhân chia, chúng ta sẽ thực hiện từ trái sang phải. Nếu trong biểu thức có cộng trừ kết hợp với nhân chia, chúng ta sẽ thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau. Trong biểu thức nếu có hoặc, con sẽ thực hiện trong hoặc trước ngoài hoặc sau. 30 giây dành cho các con suy ngẫm và ghi nhớ kiến thức. Bắt đầu. Bạn Bùi Hoàng Gia Hân xong rồi ạ. Rồi, đã hết 30 giây. Chúng mình sẽ cùng đến với câu hỏi thứ tư để kết thúc tập thứ hai nhé. Câu hỏi thứ tư sẽ giúp cho các con thu thập được thông tin cũng như những kiến thức cần thiết để các con có thể vào đảng số và thu thập được nhiều và nhất có thể. Câu hỏi thứ tư với nội dung như sau ạ. Trong ba biểu thức A, B và C, biểu thức nào sai thì con chọn chữ đi vào A hoặc B hoặc C ạ. 10 giây dành cho các con chọn biểu thức sai. Bắt đầu. B. Rồi. Cô xin mời bạn Công ở tài khoản Công Minh ạ. Xin mời con chữa bài. Con chọn đáp án nào ạ?
Hiểu con không? Thưa cô là viết tính hiểu thức A sai ạ. Cô có đồng ý với bạn Hải Bắc và cô hợp ra Hải Bắc thử nghiệm cùng các con đã chọn đáp án A. Mỗi bạn thử nghiệm ạ, Hải Bắc có thể nói cho cô là trong hiểu thức A sai ở đâu ạ? Tiếp 10 nữa. Con thưa cô là bây giờ là 60 rồi. Đã quan tâm cả B. Không phải 40 ạ. Đúng rồi, trong cuộc bước này có câu không phải trừ, chúng ta phải thực hiện từ trái qua phải, phải lấy 80 trừ 40 chứ không phải lấy 40 cộng 20 trước, đúng không ạ? Cô đồng ý với câu trả lời của Hải Bắc và thưởng cho con thêm 20 điểm lời giải thích vừa rồi ạ. Cô đã quay nốt các con vào phần sai ạ. Và cô và các con sẽ cùng giải cho nó đúng hiểu thức này nhá. Cô sẽ lấy 80 trừ 40 bằng 40 và cộng 20 ạ. Và kết quả cuối cùng là phải bằng 60. Các con chú ý biểu thức B ạ. À. Trong biểu thức B có phép trừ và phép chia. Cô Phương sẽ thực hiện chia trước và rồi mới trừ sau, đúng không ạ? Và chọn cuối cùng là trong biểu thức C có nhân và quặng. Cô sẽ phải thực hiện trong quặng trước, ngoài quặng sau. Dù trong quặng đó là cộng hay trừ hay nhân hay chia, cần đều phải thực hiện trong quặng trước rồi thực hiện ngoài quặng sau. Và với trạng thứ hai thì các con đã ôn lại toàn bộ phần tính giá trị biểu thức có hai phép tính, và với kiến thức này thì sẽ giúp cho các con tính được những cái biểu thức có nhiều phép tính hơn từ lớp 1 với thậm chí với phân số này lên lớp 5 với số thập phân này rất là tốt. Và cô tin là sau bài học ngày hôm nay chúng mình sẽ nghĩ cho kỹ. Ui, 100 điểm thì chúng ta thực hiện. Cô sẽ dành cho chúng mình 10 giây để chúng mình tổng kết lại toàn bộ số điểm các con ghi được qua các câu hỏi, khi được qua phần các con trả lời các câu hỏi và phần tương tác với cô ạ. 10 giây cho các con tổng kết điểm 200. Bắt đầu. Chúng mình chưa nổ với phần thể hiện nhé. Cuối cùng thì cô sẽ cho các con ghi tổng số điểm lên phần trò chuyện nhé. 10 giây đã kết thúc. Cô và các con sẽ cùng đến với trạng 3 đào bạc. Với trạng này thì chúng mình sẽ kế hoạch rất nhiều bạc với 4 câu hỏi. C chứ. Xin mời phần chữ bài của bạn Trần Thanh Thảo ạ. À. Không phải con. Phần số bị trừ. Đấy, hiệu cộng với số. À đúng rồi, 2 chữ 1. Thôi quá khỏi, thưởng cho con 10 điểm. Và tất cả các bạn nghìn cộng 500 điểm. Bạn Thảo có thể giải thích cho cô cách là cơ bản đấy, sai hết rồi đấy. Thực ra kết quả đúng không? Có ai giận hạt? Ờ. Này, 24. Cái này ấy không có phân số. Muốn tìm thừa một cái. Thừa hai cái. Có ba cái. Cái này không có photo. Được ạ. Không có photo, bây giờ phải đi photo cùng. Đây cái này. Đây có cái kia. Con nói lại cho cô nhá. Cái điều kiện nằm vào xã cùng trừ này x là cái này không cần. Trong trường hợp này x là gì ạ? Không nổi đi. Là số bị trừ. Đúng rồi, chứ không phải là số bị chia con nhá. Lúc nãy mình nói hơi nhầm thì cái đồng ý cái đấy được rồi. Đúng rồi đấy. Thảo nhắc bạn cho cô không? Không, ba bạn có. Số bị trừ chưa biết, con làm thế nào? Rồi. Thì đấy, muốn tìm số bị trừ chưa biết, ta lấy hiệu cộng với số trừ ạ. Cô Phương không cần giải thích bất kỳ một lời nào về câu trả lời của bạn Thảo, và cô không thể cộng cho bạn Thảo 20 điểm, cô sẽ cộng cho bạn Thảo 30 điểm về câu trả lời. Và cái điều vô cùng quan trọng đấy là bạn trả lời chưa đúng, nhưng mà bạn suy ngẫm và bạn trả lời là cho đúng. Nên là việc mà chúng mình trả lời đúng hay sai không quan trọng các con ạ. À, chúng mình trả lời sai cô lại giải thích, chúng mình suy ngẫm, chúng
tìm tìm cái gì và tìm nó như thế nào. À, xong rồi mới tính toán, tất nhiên nó sẽ nói cả là một tính toán hiểu được chưa? Tìm cái kia là tìm cái gì? Chúc mừng con và chúc mừng tất cả các con đã có thêm được 10 điểm ạ. Mình phải trả lời hai câu hỏi đó. Câu số 2. Câu này khó hơn nhưng thời gian sẽ là 20 giây. Chúng mình đào thật nhiều vào nhá. Câu số 2 ạ. Gửi được. Để đấy. Đang muốn mất kết nối. Đây là bài toán tìm cái gì? Cô là... Cho biết gì? Bằng... Tìm số gì? Số... Biết chưa? Bằng 200. Có chọn đáp án, tức là đáp án nào là A, B, C ạ? Cái phản ứng rất là chậm nhá. Đáp án B ạ. Cô có thể giải thích cho cô và các bạn cùng chia cho 5, có nghĩa 5 là số chia. Được thương là 40 thì có nghĩa là gì? Cần tìm số bị chia thì bằng 200 nên con lấy hãy nên các con vào B ạ. À, ở trong bài toán này con đi tìm được đáp số, tức là con đi tìm thành phần nào của phép chia đấy ạ. À, con tìm một số, con tìm số chia. Số gì nhỉ? À, bị chia. Đấy, số đó bị chia thì số đó phải là gì? Số bị chia. Rất giỏi. 20 điểm cho phần giải thích và 20 điểm cho phần tự sửa được bài sai của mình cho con, tức là tổng Hiền Lê được 40 điểm ạ. Chúc mừng Hiền Lê và tất cả các con đã chọn đáp án B. Bây giờ chúng mình ngồi bên màn hình. Đây cũng bị mật mã cửa, tức là số đó chia cho con thì được thương cả 40. Và khi tìm số bị chia thì cô sẽ lấy thương nhân với số chia, đúng không ạ? Và cô sẽ có phép tính ở đây, x sẽ bằng 40 nhân 5 bằng 200. Mật mã cửa của chúng ta là 200 thì vào bảng dấu ba. Câu hỏi số 2 ạ. Xin chúc mừng Hiền Lê và tất cả các con. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Câu này thì chúng ta đã thu lượm được 8 cục bạc đỏ và 7 đen và hay một cục bạc to. Và bây giờ cô và các con sẽ làm phép quy đổi nhé. Chúng mình đã sẵn sàng chưa? Câu hỏi số 3 như sau. Cục bạc to có khối lượng bằng 8 cục bạc nhỏ bằng nhau và thêm 7 gam. Tính khối lượng cục bạc to, xét khối lượng cục bạc nhỏ như hình vẽ. Với câu hỏi số 3, chặng 3, các con sẽ có 20 giây để điền đáp án vào phần trò chuyện. 2 giây bắt đầu. Chú ý câu hỏi khối lượng. Con không học làm nên phản ứng này rất chậm. 807 đã đúng chưa nhỉ? Nào có hỏi thử đi được. 807 đã đúng chưa? 807 gram ạ. Nào có trong cục đá. Một quyền của 507 gram. Đúng không ạ? 807 gram. 807 gram ạ. Nói không phải cứ chơi huỳnh hoạc đâu. Đúng rồi. Rất khen bạn là Khải Hưng tự sửa được câu trả lời của mình. Rất giỏi luôn. Khải Hưng nói cho cô biết con làm như thế nào để nhân thêm 20 điểm ạ. Ok, làm gì? Tính khối lượng của 8. Các bạn thế nào thì ra 807 gam nhỉ? 8 nhân 100 bằng 800 cộng 7.
tránh ra là phải lấy 100 x 8, đúng không? Không phải 8 x 100 đâu, đúng không? Không phải lấy cái này nhân 8 đâu. Nào, cô cảm ơn bạn, cô xin mời bạn lên qua cổng ạ. 100 nhân 8, tìm được 1 8 x 100. Cô là con biết một cục vàng nhỏ là 100 gram thì con sẽ lấy 100 x 8 bằng 800 gram và cộng thêm 7 gram là 870 gram ạ. Rất chính xác, không cần giải thích gì thêm vì câu trả lời của bạn Tuấn đã rất rõ ràng. Cô thưởng cho bạn Tuấn 20 điểm về lời giải thích rất chính xác vừa rồi, và thưởng cho con thêm 10 điểm về sự tương tác rất chủ động của con ạ. Cảm ơn con. 30 điểm dành cho bạn Quang Tuấn ạ. Khi chúng ta đi tính khối lượng cục vàng nhỏ thì chúng ta cần phải nốt vào những dữ kiện của bài toán như sau ạ. Cục vàng to có khối lượng bằng 8 cục vàng nhỏ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nốt vào. Và một cục vàng nhỏ có khối lượng là 100 gram và nó thêm 7 gram nữa thì ra được phép tính giống như là bạn Quang Tuấn vừa mới trình bày cho chúng ta, đó là 100 bằng 807 gram. Bạn nào có thể cho cô biết đi tìm khối lượng cục vàng to cho bài toán này, tức là con đi tìm thành phần nào của phép tính ạ? À, tên con là Tuấn Quang, cô xin lỗi bạn Tuấn Quang nhé. Thành phần nào con? Cô thưởng tiếp cho bạn Tuấn Quang 10 điểm nữa về sự chủ động này ạ. Rất là tốt ạ. Thành phần nào của phép tính? Thành phần. Cô sẽ thưởng cho các bạn 20 điểm bằng câu hỏi. Số chia nhân với thương và cân với khối, tức là con tính thành phần nào của phép tính ạ? Thành phần là số bị chia. Xin mời các bạn hãy lên phần trò chuyện ạ. Cô xin mời bạn Kiều Quang Hùng ạ. Cô xin mời bạn Kiều Quang Hùng ạ. Nói. Vâng thưa cô, thành phần số bị chia. Trong phép chia gì con nhỉ? Con là cô là trong phép chia có dư ạ. Rất chính xác, cô thưởng cho con 20 điểm vì cô trả lời đúng và 10 điểm về sự chủ động tương tác của con ạ. Muốn con sẽ có thêm 20 điểm nữa này. Muốn tìm số bị chia trong phép chia có dư là làm thế nào? Con là cô là con lấy số ta lại thương nhân với số chia rồi cộng thêm 7 ạ. 7 cộng thêm số dư ạ. Số dư ạ. Rất giỏi, ok bạn Tuấn. Bạn cũng thưởng cho con thêm 10 điểm. À con xin lỗi, con thưởng cho con 20 điểm nữa ạ. Rất tốt ạ. Muốn tìm số bị chia trong phép chia có dư, ta sẽ lấy thương nhân với số chia rồi cộng với số dư. Và các con thấy đấy, đôi khi trong cuộc sống không phải lúc nào người ta cũng hỏi là số bị chia đâu nhá các bạn nhá, trong phép chia có dư hay là thì tích hay là số bị chia đâu. Và trong cái bài toán cụ thể như thế này thì chúng mình cần phải biết xác định yêu cầu của bài toán, chúng ta phân tích đề bài để chúng ta thấy là bài toán này chúng ta sẽ áp dụng kiến thức nào. Đó, các con thấy cả bài toán không có một câu nào hỏi tính tích đúng không, không có một câu nào hỏi tìm số bị chia hay số chia, đúng không ạ? Nhưng khi phân tích đầu bài thì các con thấy với bài toán này vẫn áp dụng kiến thức tìm số bị chia trong phép chia có dư là lập tức có giải được ngay nhá. Nên là khi mà các con tương tác hoặc các con làm bài thì chúng mình cần phải tư duy và suy nghĩ để chúng mình lựa chọn đúng đơn vị kiến thức để chúng mình giải quyết những bài toán. Vượt qua câu hỏi số 3 thì có một số điểm rất cao các con đã ghi được, đặc biệt là những bạn chủ động thứ ba, và
rồi bắt đầu. 3 4 3. Cái kia nhân 4 bằng 3. Yeah. Đấy, thì tìm cái quả cái chính là tìm cái gì? Số hạ. Còn cái dưới này là chính là tìm gì? Quả xoài kia chính là tìm gì? Số gì? Tìm quả xoài kia chính là tìm gì? Số vị trí. Cái tìm cái gì? Tìm số chìa. À tìm. Có xin mời câu trả lời ạ. Phải hiểu những cái là những cái phép tính cái số hạ. Thì chúng ta đã thu lượm được một lượng kiến thức vô
vậy thế để chúng ta có một đề với trò chơi online chưa nào? Chúng mình đang có một đề với trò chơi đúng không ạ? Rồi nghịch những cái cái trò chơi này bằng cách chơi trong lớp học tiếng Anh của con nè cô. Đúng rồi, có nhìn thấy 11 bạn ở trên lên rồi ạ. Cô ơi, con không phải chơi cái trò này rồi. Cô ơi, sao vẫn chưa chơi được ạ? Cô chưa ở các bạn ơi. Rồi các bạn nhé. Được chưa? Cái là đơn giản. Mấy đĩa xôi? Thôi bữa mẹ. Con chưa biết vào này không đi à? Như người ta lại đóng cửa. Mẹ đi mẹ thắp hương. Bạn sẽ viết tên của bạn vô, xong đó bạn bấm sao là nó sẽ vô. Ok bạn. Ở đây ảnh của mẹ. Đấy, mình chơi là thực hiện những cái tế bút nhát chuẩn bị. Không phải ngồi để nhầm nhầm được đâu. Con chưa vô.
chờ chưa con? Chưa. Để đợi cô giáo. Con tôi theo bạn Diệu Linh đấy. Một cái thôi. Thank you.
rồi. Cô sẽ dừng câu hỏi này khoảng đây khoảng 3 giây để chúng ta có cả ghi nhớ trước khi rời khỏi lớp học nhé. 3 giây dành cho con có thể nốt lại, có thể chụp lại, chúng sẽ cô ghi lại ở bên trên sơ đồ tư duy, cô ghi bằng mở của mình bằng cách nào đó để chúng ta có lại là em đặt tên cho nó rồi đấy. Không phải đâu, cái này nó là cô nhé bọn. Cô đặt được tên cô chị nên là nghe rồi bọn mình sẽ phát tóc phát mấy cái nào nhọn nó cô mẹ con cô.